Em chào cả nhà nhé. Cả nhà hôm nay em sẽ có rất nhiều những cái mặt hàng cực đẹp luôn, bán cho anh em sưu tầm. Đặc biệt bán giá rất rẻ cả nhà. Bán giá rất rẻ nhé. Đấy. Trước mặt các anh chị đây là một cái bông khá nổi tiếng về cái mặt bông này và cái độ tím nhé các bác nhé. Đó là đan tử các anh chị ạ. Phi điệp đan tử. Đan tử trước đây thì giá thành nó cũng rất cao. Đấy. Nhưng bây giờ là anh em mình sưu tầm thoải mái. Đấy, các anh chị nhìn cái khuôn bông. Thực tế cái giò này thì nó cũng chưa mở căng đâu cả nhà. Nhưng mà được cái màu tím, tím đậm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đan tử. Thì các anh chị xem cái mặt bông nhá. Tối nay thì em có rất nhiều. Đây, tối nay em có rất nhiều key. Key thôi. Key để bán cho cả nhà về sưu tầm. Đấy, có những cái key như thế này này. Bán giá rẻ thôi cả nhà nhá. Bán giá rất rẻ. Em có được 3 giò. Cái đan tử này nó cũng hiếm lắm. Bây giờ nó hiếm như, giống như huyết hạc các anh chị ạ. Tối nay em có cả huyết hạc luôn. Đấy. Thì sẽ mời cả nhà cùng vào sưu tầm. Đấy, đan tử bây giờ tới mùa hoa rồi cả nhà. Tới mùa hoa. Và đặc biệt ki em có những cái chậu rất nhiều ki. Đấy, ki đã có rễ hết rồi. Đấy, cho nên bán cho anh em sưu tầm 7:30 cả nhà nhá. 7:30. Đấy, mời anh em ngắm lại đan tử này. Tím cực kỳ đẹp luôn. Đấy, năm nay tím Hà Tây đấy các bác nhìn. Các bác so sánh với tím Hà Tây nhá. Đan tử nó có cái vẻ đẹp riêng của nó. Đấy. Cánh cong vút này, độ tím này, tím cao luôn các bác nhé. Đấy, đây, khuôn bông, cái lưỡi của nó là rất rất đẹp. Đấy, các bác so sánh với một số bông năm cánh trắng, dĩ nhiên cái bông đan tử này nó có cái một cái điểm của nó là rất đặc biệt đấy các bác ạ. Đấy, rồi, tiếp theo mặt hàng tiếp theo, em giới thiệu với cả nhà, đó là mặt hàng hôm trước em có bán với các anh chị, bán cho các anh chị một số những cái bông ám mũi trắng đắc lây các bác nhá. Ám mũi trắng đắc lây thì bông này nó sắp tàn rồi. Hôm trước thì em có quay hoa trực tiếp đấy, nhưng mà bây giờ em quay cái trực tiếp cái bông hoa sắp tàn như thế này, nhưng mà mũi trắng này, cánh ám nhá, thì em cũng có được một giò thôi, có được một giò rất nhiều ki như thế này, rất nhiều ki. Tối nay sẽ bán cho cả nhà sưu tầm. Cái dòng này em cũng gần hết rồi. Hôm trước bán 2 giò, hôm nay còn duy nhất hình như là 1 giò hay sao ạ. Đấy các bác nhìn này. Thân này. Thân nó gần như là xanh sạch tuyệt đối đấy các bác ạ. Đấy, và cái lá của nó này các anh chị này. Đấy, lá đây các bác nha. Nó gần giống tựa kiểu giống ma bó các anh chị. Nhưng mà nó là đắc lây nhá. Đắc lây chứ không phải là ma bó. Đấy, các bác nhìn thân xanh này. Thân xanh. Thì em có được 1 giò như thế này. Có rất nhiều ki các anh chị nhá. Có rất nhiều ki. Đấy. 7:30 hẹn anh em mình vào sưu tầm dòng này. Quá đẹp luôn các bác nhé. Quá đẹp luôn. Đấy. Rồi. Riêng cái dòng tím đan tử. Đây các bác ngắm lại cho em một tí này. Cái này thì em còn rất nhiều ki. Còn rất nhiều ki. Thì tối nay bán tạm thời bán mấy chậu trước các anh chị ạ. Mấy chậu trước. Đấy. Cả nhà xem cái mặt hoa đẹp không? Quá đẹp luôn nhé. Cái đan tử này á. Thì thoạt đầu mình nhìn nó cũng giống tựa giống kiểu ma bó các bác ạ. Cho nên là cái thân mà các anh chị thấy những cái thân lan mà nó rích rắc á, thường thường nó ra cái bông đẹp. Ra những cái bông đẹp. Đấy. Rích rắc nó ra những cái bông đẹp. Đó. Đây. Và nụ của nó là nụ bầu các anh chị nhé. Nụ bầu. Nụ bầu cho nên là khuôn bông nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà nụ dài dài khuôn bông nó không đẹp đâu. Đấy. Nó không đẹp đâu. Đấy. Các anh chị ngắm lại tí nhé. Tiếp em giới thiệu với các anh chị một mặt bông mà bây giờ đang... phải nói là Facebook rất nhiều anh em đang nhắc tới này các bác này. Đó là dòng huyết hạc các bác nhé. Huyết hạc. Đấy. Huyết hạc bông cực kỳ đẹp luôn. Đấy các bác nhìn cái lưỡi này. Lưỡi nhá. Đậm. Rồi cái cánh sen. Tím. Tím cả bông. Đấy. Đây mời các anh em mình xem một cái video này. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu cho cả nhà. Cái huyết hạc này thì bông rất đẹp và gọn. Nó còn tím hơn cả cái loại tím Hà Tây ấy cả nhà. Hơn cả tím Hà Tây nhé. Đây là các anh chị nhìn này. Đấy, bông huyết hạc nha. Rất đẹp. Cái dòng này thì em có khá nhiều. Đấy các anh chị nhìn nhá. Cái thân của nó, thân rất to các anh chị ạ. Thân huyết hạc rất to nha. Bây giờ em có những cái chậu đang có nụ này. Đấy, thân huyết hạc rất to. Và bản thân của nó thì các anh chị nhìn những cái mầm mà mới nhú ra này. Các anh chị nhìn này. Đấy, em thấy ở ngoài Bắc có cái hồng hạc. Đấy, nhưng mà huyết hạc ở trong nam này các bác này. Đấy, đẹp không? Cái mầm gốc nó lên. Rồi cái ki của nó này cả nhà này. Ki của nó này.
Đấy, nó cũng tím đậm luôn nhá. Nó tím đậm. Và đặc biệt dòng này thân rất to. Thì tối nay em có key. Em có những cái chậu như thế này em có thể tách ra cho cả nhà sưu tầm này. Đấy, đây. Đấy. Huyết hạc đây cả nhà nhá. Đấy, bông của nó đây này các anh chị này. Các anh chị nhìn bông. Bông và thân nhá. Đấy. Cánh sen. Cái lưỡi của nó các anh chị nhìn cái lưỡi đã không? Cánh sen cực kỳ đẹp nhá. Đó. Và bông nó bông tím đậm cực kỳ đẹp. Đấy. Đây, có những cái chậu như thế này này, có thể tách được ra này. Tất cả những cái chậu như này có thể tách được này anh chị này. Đấy. Cái này em có thể tách ra em bán cho cả nhà. Đấy, huyết hạc. Huyết hạc thì cũng thấy một số anh em cũng đã bán rồi, cũng đã bán cái dòng huyết hạc. Thân nó to lắm. Cái dòng huyết hạc này mình chơi cả hoa này, cả thân này. Thân nó to đẹp lắm. Đấy, đây này. Đó. Các bác nhìn này. Ki của nó dễ làm ki, rất dễ làm ki cả nhà. Dễ làm ki. Đây này, người ta chỉ cần bẻ một cái khúc như thế này. Xong nó ức chế nó ra ki. Ra ki. Rồi cái mầm gốc nó vẫn ra bình thường. Mầm gốc vẫn ra bình thường nhá. Đấy, huyết hạc, huyết hạc. À, có một số anh em người ta chụp hình lên trên mạng huyết hạc này, người ta chụp cái bông đẹp lắm. Điều của tụi em thì nó cũng chỉ là gọi là quay thực tế để cho anh em sưu tầm thôi, chứ không có gọi là đánh bóng nhiều. Đấy, thực tế để anh em chơi. Đấy, đây các bác nhìn cái đây đây các bác nhìn này. Đó. Đan tử. Đây các bác nhìn đan tử đẹp không? Đấy, đan tử nha, rất đẹp như này. Đó. Có cái thân hoa này bác nào có nhu cầu chốt luôn thân hoa này. Quá đẹp luôn nha. Đấy. Đây. Đó. Cảm ơn cả nhà nhé. Hẹn các bác lúc 7:30, 19:30 tối nay có rất nhiều hàng đẹp cho anh em sưu tập. Đó.